Sau một vài tháng hết nhãn thì loại vaccine 5 trong 1 đã có mặt tại Việt Nam với số lượng 20.000 liều. Khi triển khai tiêm thì các điểm tiêm chủng dịch vụ ở Hà Nội đã ở trong tình trạng quá tải. Và sau 2 ngày thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã cho biết hiện nay một vài loại vaccine trong đó có vaccine 5 trong 1 cũng đã lại hết. Ghi nhận của phóng viên VTC14 trong sáng ngày hôm nay. Phòng tiêm chủng ở Hà Nội vào những ngày đầu tháng 7 này khiến cho tôi nhớ lại thời điểm cách đây khoảng hơn một năm, khi mà vàng thì có giá tới tận 48 triệu đồng một lượng và người ta đã chen chúc đến phố Trần Nhân Tông để mua vàng. Thế nhưng mà bây giờ thì chỉ với một mũi vaccine thôi mà có khi cả ông bà bố mẹ, tất cả mọi người trong gia đình đều phải chầu trực từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, thậm chí là từ ngày này qua ngày khác. 6 giờ sáng, hàng trăm người đã tập trung trước cửa phòng tiêm chủng dịch vụ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 131 Lò Đúc. Chen lấn để ghi danh. Những dòng chữ nguệch ngoạc, vội vã như sợ mất lượt. Tôi phải lên xếp hàng từ 4 rưỡi. Bây giờ tôi xếp hàng số 1 để khi có số phát được cái là tôi sẽ nhận số vào để tiêm cho cháu. Tôi đi hôm nay là ngày thứ 3 mà tôi đi từ 4 giờ đến đây là xếp số 2. Thế nhưng niềm vui của những phụ huynh này chẳng được bao lâu khi nghe tin vaccine 5 trong 1 đã hết. Không đáp ứng thì bên dịch vụ tiêm phòng này có một cái thông tin công bố một cách niêm yết công khai để cho người dân đỡ phải chờ đợi. Nếu như mà chờ đợi nhân số lượng này thì tốn rất nhiều về thời gian cũng như tiền bạc của xã hội. Tôi mong rằng là đơn vị nên tôn trọng người dân. Còn tại điểm tiêm chủng 71 Nguyễn Chí Thanh thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, thông báo hết vaccine đã được treo lên vào sáng ngày hôm nay, cùng với sự khẳng định chúng tôi không biết đến khi nào có vaccine. Trong khi người dân sẵn sàng bỏ ra một số tiền để con em mình được tiêm phòng, nhưng khi ngành y tế không cung ứng đủ lượng vaccine, thì nguyên nhân cũng được quy kết là do người dân. Khi trẻ đến tuổi tiêm chủng, thì các phụ huynh nên đưa con đi tiêm chủng đúng lịch đầy đủ, chứ không chờ đến lúc mà có dịch thì mới đưa con đi tiêm, dẫn đến một tình trạng là có thể có một cái thời điểm nào đó có thể nó dẫn đến là nhu cầu nó tăng đột biến, thì cái việc cung ứng vaccine có thể có những lúc thời điểm nhất định có những lúc gặp khó khăn. Theo tôi thì cái việc mà thiếu vaccine ở một thời điểm nhất định nào đó thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái việc phòng chống dịch trên địa bàn Hà Nội. Nhiều người dân dù biết vaccine chẳng còn nhưng vẫn nán lại chờ, biết đâu hôm nay sẽ có hàng về. Với những người có con em trong độ tuổi tiêm phòng vaccine 5 trong 1, họ đang thực sự như ngồi trên đống lửa.